Mến chào các em, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chương trình dạy học sinh học trực tuyến. Đầu tiên, chúng ta đã học ở bài trước là bài số 45 nghe thần kinh tủy rồi, cho nên hôm nay cô sẽ có vài câu hỏi chúng ta sẽ tự trả lời để xem là chúng ta còn nhớ gì về bài cũ không nhé. Câu hỏi đầu tiên, dây thần kinh tủy có cấu tạo như thế nào? Chúng ta cũng đã học qua rồi ha. Dây thần kinh tủy thì có tổng cộng là 31 dây thần kinh tủy. Chúng ta nhớ đừng quên con số 31. Mỗi dây thần kinh tủy sẽ có thứ nhất là cái sợi cảm giác nè. Thứ hai là cái sợi vận động và hai sợi này nhập lại sẽ tạo thành dây thần kinh tủy. Câu hỏi số 2, chức năng của dây thần kinh tủy là gì? Thì chúng ta đã biết rồi. Chức năng của dây thần kinh tủy là nó sẽ dẫn truyền xung thần kinh dạng cảm giác và cả dạng vận động. Và cái sợi dây thần kinh tủy thì điểm đặc biệt của nó là dây thần kinh pha, bởi vì nó có cả dẫn truyền cả hai chức năng cảm giác và vận động luôn. Hôm nay chúng ta tiếp tục vào bài mới các em nhé, bài số 46, trụ não, tiểu não và não trung gian. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về vị trí và các thành phần của não bộ. Đây là hình não bộ cắt dọc. Thì não bộ của chúng ta sẽ gồm có hai nửa bán cầu ghép lại với nhau và nó sẽ chứa ở bên trong của hộp sọ. Ở trong não bộ cắt dọc này thì các em sẽ thấy là gồm có các thành phần cấu tạo của não bộ. Bây giờ các em sẽ dựa vào cái hình này để làm phần bài tập sau đây nhé. Rồi bây giờ các em mở sách giáo khoa ra trang 144. Nó sẽ có một cái đoạn văn. Chúng ta sẽ dựa vào cái hình 46.1 và chúng ta sử dụng những cái từ thích hợp để chúng ta điền vào những cái đoạn văn sau. Chúng ta cùng làm với cô nha. Trụ não tiếp liền với tủy sống ở phía dưới, nằm giữa trụ não và đại não sẽ là não trung gian. Trụ não gồm não giữa, cầu não và hành não. Não giữa gồm cuống não mặt trước và cuống não sinh tư ở mặt sau. Phía sau trụ não là tiểu não. Các em đã làm đúng bài tập không nào? Rồi bây giờ chúng ta qua phần tiếp theo nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem là não bộ của chúng ta sẽ có gồm những cái thành phần nào. Rồi đầu tiên các em sẽ thấy là phần đồi thị và phần vùng dưới đồi nằm ở khu vực giữa của não bộ. Thì hai phần này nó sẽ thuộc cái phần gọi là não trung gian. Tiếp theo, dưới vùng dưới đồi nó sẽ là cuống não ở mặt trước và ở cuống não sinh tư nó nằm ở mặt sau. Thì cái phần mà não cuống não và cuống não sinh tư này nó sẽ thuộc cái não giữa. Phía dưới não giữa sẽ là cầu não và phía dưới cầu não sẽ là hành não. Thì não giữa nè, cầu não và hành não nó sẽ thuộc cái phần não gọi là trụ não. Tiếp theo, phần to nhất nằm ở phía trên cùng của não chúng ta gọi đó là phần đại não. Và cuối cùng, phần não bộ nằm ở phía sau óc của chúng ta, gần tiếp giáp với lại phần cổ đằng sau, chúng ta gọi là tiểu não. Thì khi các em nhìn thấy cái bộ não này, chúng ta có thể phân biệt được phía nào là phía trước và phía nào là phía sau của cơ thể chúng ta không? Em thử dự đoán xem. Nếu bạn nào mà dự đoán không ra thì cô sẽ cho đáp án nha. Cái phía bên trái của chúng ta, phía bên trái của cái hình nó chính là cái mặt, cái phần trán mặt hướng về phía trước, và phía bên phải của hình sẽ là phần não ở phía sau. Rồi bây giờ các em sẽ chép bài vào tập bài học sinh học giúp cô nha. Não bộ từ dưới lên bao gồm trụ não, tiểu não, não trung gian và đại não. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ qua phần hai la mã để tìm hiểu chức năng của từng cái phần trong não bộ. Đầu tiên là chức năng của trụ não. Cái phần này nó hơi khác
khác sách giáo khoa chút xíu. Ở sách giáo khoa là người ta sẽ ghi là cấu tạo và chức năng của trụ não. Tuy nhiên, bởi vì cái chương trình có giảm bớt để chúng ta bớt học là ở nhà, học online ở nhà cho nó dễ dàng qua cái mùa dịch này, cho nên là chúng ta chỉ học phần chức năng, chúng ta không học phần cấu tạo. Nhìn giùm cho cô cái hình hình cái não cắt dọc thì mình sẽ thấy là trụ não thì gồm có não giữa nè, hành não và cầu não. Thì trụ não vị trí của nó là, em sẽ thấy là trụ não nó sẽ nối liền với cái phần tủy sống, là cái phần nối liền với tủy sống phía bên dưới. Tiếp theo cái phần hành não, cái phần trụ não này nè, nó sẽ là cái phần tủy sống, tiếp liền với tủy sống ha. Đó là vị trí của trụ não. Vậy thì trụ não nó sẽ có chức năng gì? Thì các em sẽ thấy nè, trụ não nó gồm có chất xám và chất trắng. Chất xám thì chức năng của chất xám nó là cái nơi điều khiển và điều hòa hoạt động của những cơ quan quan trọng, những cái hệ cơ quan quan trọng trong cơ thể, ví dụ như là hệ tiêu hóa nè, hệ tuần hoàn nè, hệ hô hấp vân vân. Nó sẽ được do cái trụ não nó điều khiển. Và ở ngay vị trí trụ não, các em sẽ thấy là có tất cả là 12 đôi dây thần kinh não, nó đi ra từ cái trụ não. Thì trong 12 đôi đó thì khác với dây thần kinh tủy là toàn bộ dây thần kinh tủy nó sẽ là dây pha hết, thì ở đây 12 đôi dây thần kinh não nó sẽ chia ra làm ba loại luôn, vừa có dây cảm giác, vừa có dây vận động và vừa có cả dây pha luôn. Đó là chức năng của chất xám. Đây là hình trụ não, nguyên một cái não bộ và người ta chụp từ phía dưới lên, thì các em sẽ thấy rõ phần tiểu não là nó có màu xám tím và phần ở giữa cái não có màu hồng hồng, đó chính là phần trụ não. Khi chúng ta nhìn từ dưới thì ngay tại phần trụ não, xuất phát từ trụ não sẽ có 12 đôi dây thần kinh sọ não từ trụ não đi để điều khiển tất cả các cái cơ quan bộ phận khác nhau của cơ thể, và người ta sẽ đánh số từ số 1 cho đến số 12. Thì ở đây cô sẽ điểm qua một vài đôi dây thần kinh ha các em, thì các em sẽ thấy là đôi số nè, hệ thống nhóm các đôi số 2, số 3, số 4 và đôi số 6 là sẽ điều khiển về cái giác quan thị giác. Đôi số 7 là sẽ điều khiển về các cái hệ thống cơ mặt, giúp cho chúng ta có thể là biểu hiện được cái cảm xúc qua cái cơ mặt, khi mà chúng ta nhíu mày nhăn trán điều khiển cơ mặt chẳng hạn. Đôi số 8 là điều khiển cái hệ thống ốc tai, là cho chúng ta nghe được cái âm thanh từ cái cơ quan thị giác, cơ quan thính giác. Đôi số 12 là điều khiển sự vận động của hệ thống cơ hàm và cơ cổ, cơ hàm dưới và cơ cổ ha, giúp cho chúng ta có thể là cử động được hàm và cổ một cách dễ dàng. Rồi, đó là chức năng của chất xám. Bây giờ chất trắng, chất trắng sẽ có chức năng gì? Thì hầu như tất cả những cái chất trắng nằm bên trong não bộ và tủy sống nó đúng cũng đều có một cái chức năng chung hết, đó là dẫn truyền dọc. Dẫn truyền dọc là dẫn truyền cái gì? Đó là dẫn truyền xung thần kinh, xung thần kinh đi lên và xung thần kinh đi xuống. Xung thần kinh liên hệ giữa các phần này và phần kia với não bộ, vào giữa não bộ với tủy sống, nó được nó chạy lên chạy xuống, giữa tủy sống và não bộ với nhau là nhờ vào cái gì? Và cái chất chất trắng. Các em nhớ nha. Các em ghi cái phần ghi bài cái phần này này vào trong tập cho cô nhé. Rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục tìm hiểu phần ba la mã, chức năng của não trung gian. Não trung gian như cô đã giới thiệu ở phần đầu, não trung gian nằm ở ngay vị trí giữa, chính giữa của cái não bộ, gồm có hai phần, phần đồi thị là phần ở phía trên và dưới đồi thị là vùng dưới đồi. Thì cũng như
cũng như cái ở ở ở đại ở não trung gian á, thì các em sẽ thấy là chủ yếu nó là các cái nhân xám. Nhân xám tức là những cái chất xám nằm nằm thành tạo thành từng cái khối, từng khối riêng biệt ở bên trong, gọi là nhân xám. Thì các nhân xám ở vùng dưới đồi nó sẽ là trung khu điều khiển quá trình trao đổi chất và điều hòa thân nhiệt. Như vậy cái não trung gian chúng ta sẽ có chức năng, thứ nhất là điều khiển quá trình trao đổi chất, giúp trao đổi giữa cơ thể, những cái chất giữa cơ thể và môi trường ngoài, và ngược lại, lấy vào những cái chất từ môi trường ngoài vào trong cơ thể. Và chức năng thứ hai là điều hòa thân nhiệt. Thì điều hòa thân nhiệt tức là, phần này chúng ta đã học rồi ha, tức là khi mà cơ thể chúng ta nóng, bên ngoài nó nóng hoặc nó lạnh như thế nào đó, thì cơ thể chúng ta nó sẽ điều khiển những cái phản ứng để phù hợp cái môi trường bên ngoài cơ thể, là điều hòa thân nhiệt để giúp giữ ấm cho cái cơ thể, hoặc là tỏa nhiệt cho cơ thể, giúp cho cơ thể chúng ta có thể là thích hợp, thích nghi với lại cái môi trường sống của chúng ta. Thì cái phần này nó sẽ do cái não trung gian chịu trách nhiệm điều khiển. Tiếp tục chúng ta sẽ qua phần 4 La Mã để tìm hiểu chức năng của tiểu não. Ở đây là hình não khắc dọc, thì mình cũng sẽ thấy vị trí của tiểu não là nó nằm ở phần sau, phần phía sau, gần như là phía óc của chúng ta, phía phía sau đầu, phía sau cái phần đầu, phía dưới, ở phía dưới chút xíu, ngay gần gần ở phần cổ. Thì tiểu não, các em sẽ thấy là để hiểu rõ chức năng của tiểu não làm sao, thì người ta đã tiến hành hai cái thí nghiệm nho nhỏ. Thí nghiệm thứ nhất là người ta phá hủy tiểu não của con chim bồ câu, thì người ta nhận thấy là khi mà tiểu não vừa phá hủy thì con vật nó đi lảo đảo và rất là mất thăng bằng. Cái thí nghiệm thứ hai là phá hủy một bên tiểu não của ếch, thì tiểu não của em sẽ thấy là nó cũng sẽ gồm có hai bên, thì người ta chỉ phá hủy một bên thôi, thì con ếch nó cũng nhảy và nó bơi lệch về phía cái bên mà bị hủy đi cái tiểu não. Như vậy thì mình sẽ dự đoán được xem là tiểu não nó có chức năng gì. Thì tiểu não, cái chức năng của tiểu não nó sẽ gồm hai phần là chất trắng và chất xám. Thì chất xám là điều hòa phối hợp các cử động phức tạp và giữ thăng bằng của cơ thể. Thì chức năng giữ cho giúp cho cơ thể chúng ta thăng bằng được trên mọi không gian, đó là nhờ vào tiểu não. Và những cái cử động phức tạp, phối hợp những cái cử động phức tạp để giúp cho chúng ta có thể là làm việc, học tập và sử dụng khéo léo cái cơ thể của mình, đó là nhờ vào cái sự điều khiển của chất xám bên trong tiểu não. Và cũng giống như chất trắng của các thành phần của khác của não bộ, thì chất trắng nó cũng sẽ có chức năng chính, đó là dẫn truyền xung thần kinh. Các em chép phần này vào trong tập bài học giúp cô nhé. Bài học đến đây là kết thúc. Đây là phần dặn dò của cô. Cái thứ nhất là các em sẽ chép bài đầy đủ vào tập bài học sinh học. Cái thứ hai nữa là các em sẽ xem trước cho cô bài số 47 là bài tiếp theo, để video clip sau chúng ta dễ dàng theo dõi. Hiện nay thì chúng ta đang vào mùa dịch và mùa cao điểm, cho nên là cô có bài dặn dò ha. Thứ nhất là các em tuyệt đối là chúng ta nên ở nhà và mở các cái kênh YouTube, các cái môn học để chúng ta theo dõi bài học cho nó kịp thời. Cái thứ hai nữa là nếu như mà chúng ta không có việc gì cần thiết thì chúng ta không nên đi ra khỏi nhà. Và nếu mà chúng ta cần phải ra khỏi nhà thì thứ nhất là chúng ta phải đeo khẩu trang. Thứ hai là chúng ta nên rửa tay thường xuyên bằng dung dịch rửa tay khô nè. Và khi từ ngoài về trở về nhà thì điều đầu tiên các bạn làm đó là các bạn nên vứt khẩu trang y tế hoặc là đem khẩu trang vải đi giặt. Sau đó chúng ta rửa tay sạch sẽ trước khi chúng ta làm bất cứ những cái việc gì ở trong nhà nhé. Chúc các em có được sức khỏe tốt để có thể tiếp tục chúng ta vào trường, chúng ta tiếp tục học cái phần học kỳ 2 sau mùa dịch, và để chúng ta có được cái kết quả tốt nhất trong năm học.
Hy vọng là sau khi năm học kết thúc thì chúng ta vẫn sẽ có được một cái mùa hè thật là thú vị các em nhé. Mến chào các em, hẹn gặp lại các em ở bài sau.